Xin chào mừng tất cả các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu với các bác một lô loa đến từ thương hiệu Chan Audio, loa full bass 25 các bác nhé. Thì cái lô loa này thì phải nói rằng là số lượng nó khá là ít, tổng cộng của nó là có 9 đôi. Tuy nhiên là chiều nay là rất nhiều bác khách đến là đã thấy cái chất âm của nó quá là hay luôn, thì là đã bán mất 4 đôi rồi, tổng cộng là khoảng có 5 đôi. Đây, thì thoại em đang đưa ra đây nhé. Thì loa này cho các bác một cái giá cực kỳ là ok luôn, giá cực kỳ là rẻ, chỉ có 3.800.000 đồng một đôi các bác nhé, rẻ hơn cả cái giá thợ các bác nhập. Đấy, em chỉ bán cho các bác để mà trải nghiệm thôi, thực sự là số lượng nó cũng không có nhiều, chỉ các bác mua để trải nghiệm. Và những dòng loa của Chan Audio thì em khẳng định với các bác là không có loa nào có được cái tiếng lòi của nó, loa cực kỳ là hay luôn. Thì lô này em bán cho các bác chỉ là 3.800.000 đồng để cho các bác trải nghiệm, và số lượng chỉ còn có 5 đôi. Đấy, loa bass 25 tép kèn. Dòng loa của Chan Audio thì các bác biết rằng đặc trưng của dòng Chan là nó phân tần hộp, tức là họ đổ đặc luôn. Thì cái phân tần hộp nó có hai cái lợi thế mà hãng Chan này nó muốn thể hiện. Thứ nhất thì là cái công nghệ và bảo mật của nó, tức là họ đổ đặc luôn, chúng ta sẽ không bao giờ đổ keo đen luôn đấy, không giả được, không phá ra được. Đấy, phá ra là hư đấy, cho nên mà chúng ta không thể là ăn cắp được, sao chép được cái phân tần của họ. Cái thứ hai nhớ rằng là nó có một cái đặc điểm, cái lợi thế nữa rằng là nó không bị rơi linh kiện, khi trong quá trình dùng, quá trình đánh nó không bị bung linh kiện, không bị bị lỏng môi hàn. Đó là một cái những cái ưu vi điểm rõ rệt của cái dòng phân tần hộp. Nhưng mà trên lại hết thì nó phải nói rằng là tiếng của dòng này của thương hiệu Chan thì không thể chê được, là một cái dòng loa phải nói tiếng đẳng cấp. Thì các bác có thể là xem cái video em test cái chất âm ở nơi một cái kênh khác nhé. Cái kênh chính này bên em sẽ không test video, bên em sẽ test video kênh ở một cái kênh là kênh khác. Và các bác có thể click vào đây, ngay cái chỗ cái ngón tay này, đây này nhá, các bác thấy cái ngón tay em thò xuống đây này. Đây, đây ngay chỗ đây. Đấy, các bác sẽ thấy ngay cái phần đường link để dẫn sang một cái kênh mới. Thì các bác có để click vào cái đường link nhá để các bác nghe cái chất âm nhá. Rồi, cái chất âm là cái chất âm em test thực tế luôn ở ngoài trời luôn. Và hoặc các bác có thể là vào cái phần miêu tả của video này để chúng ta có một cái đường link, hoặc là xuống cái phần bình luận của video này em cũng gửi một cái đường link và em ghi ngay trên đầu luôn. Thì các bác ba cái đó để các bác có thể là xem được chất âm của cái loa này. Để tránh bản quyền thì em sẽ gửi đăng video ở một cái kênh khác. Thì loa này thì em chỉ bán cho các bác giá để trải nghiệm thôi, cũng không có nhiều, chỉ 3.800.000 đồng, và sẽ kèm cho các bác là bao hay. Nếu như bác nào về chê thì bác trả lại cho em được. Đấy, em khẳng định nhá, các bác về các bác bỏ loa này không hay, các bác trả lại cho em được và em hoàn đủ tiền cho các bác. Đối với loa 3.800.000 này, em bao cho các bác như thế là không còn gì để em bao nữa rồi. Đấy còn nhá. Còn giá này là em chưa có bao ship, chỉ cho các bác để trải nghiệm thôi. Còn loa này lưu ý các bác là loa bass 25 và loa full. Đấy, loa full các bác nhá. Các bác có thể đôi một loa này các bác nghe karaoke, hát karaoke hoặc là nghe nhạc cực kỳ là hay luôn. Em sẽ test cho các bác nghe nhạc trữ tình của loa này, phải nói là cực kỳ là hay, phải nói là cực kỳ là hay. Tiếng tép của nó phải nói là đẳng cấp luôn. Đấy, loa nào này thì em chỉ nhấn mạnh các bác là các bác lấy tiếng tép của nó, tiếng lời của nó thì miễn chê luôn. Đấy, tí này em sẽ mở phần bolero cho các bác nghe nhé. Đấy, thì loa này thì có thiết kế là kiểu thùng cân. Đấy, thùng cân. Đấy, loa thùng khá là bé các bác nhé. Bề ngang của nó rơi vào tầm 30 phân. Đấy, bề ngang, bề cao của nó thì tầm khoảng 45 phân. Đấy, rất chi là nhỏ gọn, bé, nó nặng rơi vào tầm khoảng 13 cân. Nó như thế thôi. Thùng gỗ các bác nhé, sơn sần màu trắng. Đây, này các bác nhé. Cái này bắt lại cái chạm loa cái nhá. Chan Audio, model này, số series này, model này M102 này, công suất 200W, 8 ohm. Công suất làm việc của con này là 200W các bác nhé. Con này thì công suất lên này là chúng ta hát karaoke gia đình là ok rồi. Công suất này nó sẽ lớn hơn so với công suất của loa nằm bình thường, thì rơi vào tầm 180W, thì loa này là đã là 200W. Đấy, các bác nhá, đấy. Loa rất tiêm nhãn, đang còn rất là đầy đủ cho các bác, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Và bây giờ em sẽ tháo phần nội thất của các bác. Lưu ý các bác nha, các bác có thể là vào phần miêu tả của video này hoặc là vào phần bình luận, comment ấy, em sẽ ghi một cái đường link để chúng ta nghe chất âm nhé. Các bác có thể sang đó các bác xem chất âm của nó nhé. Và nhắc lại giá bán chỉ 3.800.000 thôi. Đấy, 3.800.000 đồng. Và không bao giờ có loa này lần thứ hai nữa. Mua để các bác mua để trải nghiệm thôi.
Đấy, và em đã bán trong chiều nay là bán mất 4 cặp trong chiều nay. Một bác khách đến lắp một dàn xong thấy kết quá lấy luôn một cặp. Một bác ở trong Nghệ An ra kết quá lấy luôn 3 cặp là mất 4 cặp rồi. Đấy. Còn em chưa thèm đăng luôn đấy. Và bây giờ mời các bác xem phần nội thất. Ở đây các bác nhá. Phải nói rằng lò này cực kỳ là hay luôn. Đây. À, giò xương sắt từ đây. À, chan audio các bác nhá. Đấy. Tiếng là rất chi là hay, loa này phải nói là đẳng cấp luôn. Đây. À, côn từ của nó đây các bác nhá. Đây. Đấy. Đây. Đấy, côn này từ đây. Dâu của nó đây các bác nhá. Đấy. Cái này là gần 2 sóng các bác nhá. Đấy, gần 2 sóng. Đây. Màng rất chi đẹp. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, đẹp của nó đây. Cái này là nó sử dụng phân tần hộp các bác nhá. Đây, phân tần hộp đây. Đấy, đặc trưng của dòng loa thương hiệu Chan Audio là phân tần hộp. Đấy. Độ đặc luôn như thế này các bác nhá. Đấy, phân tần hộp. Phân tần này thì không bao giờ lo cái chuyện là rơi linh kiện mà tiếng là cực kỳ là đẳng cấp luôn. Đấy. Họ đổ như thế này là một phần là về là bản quyền đấy, họ không muốn những cái đơn vị khác họ sao chép cái phân tần này. Họ đổ chết luôn. Nhưng mà lò phân tần này chưa bao giờ thấy cháy các bác nhá. Không bao giờ lò phân tần này chưa bao giờ em gặp một phân tần là bị hư cháy gì. Zin hết. Đấy. Tép của nó đây các bác nhá. Đây, tép vào dòng này. Đây. Nói là dòng loa giá cực kỳ hợp lý và tiếng đẳng cấp luôn đấy. Đấy. Các bác nhá. Đấy. Đây, còn những đôi cuối cùng đây các bác nhá. Đấy, rất chi là đẹp.